Chào mừng mọi người đã quay lại với một hướng dẫn thiết kế SolidWorks của Trung tâm Học Cơ khí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bài thi mẫu phần Sheet Model trong SolidWorks. Và đây. Đây, trong này nó có đây là những cái phần mình đã làm rồi nè. Đề thi của mình nó sẽ phần 6 câu. 6 câu đây ha. Đây, thì câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 và câu 6. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm câu số 1. Mình sẽ lấy lên và mình sẽ tạo cho mình những file mới. Rồi, new park, ok. Trên mặt run tàu mình sketch vẽ một đường line bắt từ midpoint line nè. Rồi từ đây ha, kéo qua rồi vẽ đường thẳng lên, rồi chọn đường line từ đây đi lên. Đây, đường này nằm ngang nha mọi người, nằm ngang. Mình sẽ quét hai cạnh này nè cho nó bằng nhau. Rồi bây giờ mình sẽ gắn kích thước. Cái kích thước ở đây là ABC. ABC mình kéo xuống dưới này ha, mình sẽ dò question 1, mình ra ABC bằng bao nhiêu. Rồi, A bằng 108, B bằng 100. Mọi người bấm vào tool và chọn equation. Ở đây mình sẽ nhập là A bằng bao nhiêu nha. A nè bằng 180. Rồi, B bằng 100 và C bằng 50-15. C sẽ bằng 50, D bằng 15. Rồi, D ở đây nha, D bằng 15. Rồi, mọi người bấm OK. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái ABC bằng những cái thước ngoài này. Quay lại đề nha. A của mình là bao nhiêu? Đây là C nè. C của mình và cái chiều này là bằng B nè ha. Mark dimension này sẽ là C. Mọi người đo kích thước và gõ cho mình dấu bằng, chọn global và chọn C. Ok. Và kéo cạnh này xuống, mình sẽ gắn nó bằng B. Bằng B. Ok. Rồi bây giờ mọi người chọn thẻ Sheet Model. Nếu ai chưa có thẻ Sheet Model này, bấm chuột phải vào cho mình, chuột phải vào bất cứ một cái thẻ nào trên này, chẳng hạn như thẻ Feature, chuột phải và kích hoạt cái Sheet Model này lên. Chọn Sheet Model và chọn cho mình Bay Plan. Trong cái ô Direction số 1 này, chọn cho mình chế độ Mix Plan. Rồi, đây sẽ họ đổi dày nè. Đây là góc Inner nè, góc bán kính cong phía trong nè. Rồi bây giờ mình quay lại cái đề, mình coi thử kích thước nó là bao nhiêu. Độ dày là 1.2 và inner band là 1. Đây sao, nhập độ dày nè, 1.2 nè và góc trong của nó là 1 nè. Rồi mọi người kiểm tra thử vật liệu của mình nó đi vào trong hay đi ra ngoài. Mọi người cho vào trong nha, tại vì kích thước này là kích thước bao ở ngoài đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái gì, nhập cái giá trị trên này vô là nó sẽ đùng ra bằng A nè. Rồi nha, nhập ra bằng A thì đây mình sẽ gõ dấu bằng, bôi hết cái này đi, gõ dấu bằng global và cho bằng A. Đấy, band radius này mình sẽ để theo chế độ mặc định, đó là 0.5, chế độ mặc định nha. Rồi bấm OK. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ những cái thành này lên, đục những cái lỗ đó. Và mình sẽ add vật liệu cho nó và đo khối lượng. Rồi thành này ha, chọn cho mình thẻ add plan, chọn những cạnh này nè, này ha, kéo vào trong đây một xíu. Rồi tương tự cạnh này, tương tự cạnh này luôn. Rồi mọi người chọn phía bên này lần cho mình nha.
Rồi. Quay lại cái đề. Đề nó nói là gì? Bật chế độ Trim Saiben On lên. Bật lên nha. Và kích thước chỗ này sẽ là bằng D nè. Bằng D. Mọi người bật Trim Saiben lên thì kéo xuống dưới này nó có cái Trim Saiben. Rồi. Cái này bằng B thì mọi người gõ chỗ Blink nè. Gõ dấu bằng. Và cho bằng D. D bằng 15 nha. Rồi, cái gap chỗ này nè, là cái gap distance của nó. Thì trong đề nó sẽ nói là bao nhiêu? 0.5. Mình sẽ nhập ở đây là 0.5 nha mọi người. 0.5 đây ha. Rồi mọi người, ok. Đấy. Bây giờ mình sẽ đục những cái lỗ. Đục những cái lỗ ở đây. Và cái lỗ ở đây nữa. Rồi, trước tiên mình đục những cái lỗ tròn này nha. Thì chọn trên mặt ngoài này nè. Tạo mình sketch. Quay hướng vuông góc. Đây, mình sẽ vẽ một cái lỗ. Bên đây cũng có một cái lỗ. Mình tạo một cái trục lên. Ha, mình tạo một cái trục centerline từ dưới tâm này lên để lát nữa mình đối xứng. Đây, đối xứng may ra cái đường tròn này qua bên cái tâm là kịch đứng đó. Ok. Và mình gán cho cái tim này nè. Mình kéo nhất dục trái vào ra cho nó trùng lên cái cạnh này là ok. Nè, có dấu trùng này nha. Rồi bây giờ mọi người sẽ cho ba cái đường tròn đó, đường này nè với cái đường này nè bằng nhau. Tại vì cái này với cái này là đối xứng cho nên không cần cho bằng nhau cũng được. Tại vì nó đối xứng mà. Lỗ này là 6 nhân phi 4. Phi 4 nè ha. Smart dimension. Lỗ này sẽ là phi 4. Rồi. Từ dưới này nè. Tâm này tới cạnh ngoài cùng là 9. Smart dimension nha, từ tâm này nha, tới cạnh dưới cùng này nha. Là 9. Enter nè. Rồi. Cái này cũng vậy, 9, 10. Từ đây nè. Tới đây nè. Sẽ là 9. Enter. Từ cạnh ngang này tới đây là 10. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ add trước hết. Xích mấy độ nó cũng có attribute đây nha. Mình chọn chế độ là True On. Ok. Đấy. Đó là nó cắt những 6 lỗ này ha. Tiếp tục mình cắt một cái lỗ cho đây nữa. Thì mình chọn trên mặt này nè. Tạo sketch. Quay hướng vuông góc nè. Lỗ chỗ này nha. Thì mọi người vẽ mình hình chữ nhật nè, lấy từ tim, kéo này ra. Đó. Rồi, gán cho cái tâm này nè, với cái tâm này nè, thẳng hàng với nhau. Rồi, bây giờ mình đo kích thước theo cái hình vào. Kích thước theo cái hình là từ ngoài này vào đây 30, 20, 30, 20, 40. Rồi, từ ngoài cùng bên nè ha, ở cạnh này sẽ là 30. Cạnh này là 20. Cạnh này là 40. Rồi giờ mình tắt bớt những cái chương trình cho nó nhẹ nha. Ok. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu chamfer. Góc này là 2.5 nè. Góc này là 5 nè. Chamfer chuẩn bị đi đó vào. Rồi, gọi mình chamfer 2.5 và 5 nha. Distance, bỏ equal đi. 2.5, 5. Bây giờ mình sẽ chọn nè, 2.5 nè, 5 nè, 2.5 nè, 5. Tương tự như chỗ này ha. Và mình chọn Set Metal. Chọn Attribute. Ok này đi. Chọn Attribute. Và bấm vào cho mình link to thickness để nó cắt đủ đúng cái độ dày đó thôi.
ok. Đây. Rồi, mình kiểm tra chi tiết của mình còn cái chỗ nào nữa không? Kiểm tra chi tiết mình nha. Lỗ nè, 0.5 nè, 10 nè, cái này có rồi nè. Rồi, bây giờ mình kiểm tra tổng thể thử thằng này bằng ABC không? Đấy. Rồi, add thêm vật liệu vào. Vật liệu câu 1 của mình là Aluminium 1060 alloy. Mọi người vào thẻ Material ở đây chuột phải chọn Edit Material. Đây, tắt mình thu cái steel lại, thu nhỏ lại nha, chọn Aluminium nè. Và chọn 1060 đầu tiên luôn và Apply. Close. Đấy, vật liệu của mình sẽ được là 1060 alloy. Mọi người bấm Rebuild. Chọn thẻ Evaluate và chọn Mask Property. Mask Property câu này nó hỏi là Mask of Part, tức là khối lượng nó bao nhiêu. Khối lượng nha, thì ở đây nè, mọi người coi cái khối lượng nè, 125.6g. 125.6. Bây giờ mình kéo xuống cái phần dưới cùng, cái đề này nè, kéo xuống dưới cùng sẽ có cái đáp án nè. Answer 125.6g. Rồi ok, đó là chính xác. Tiếp theo mình làm câu số 2. Mình sẽ lưu câu số 1 lại nha. Đây, mọi người lưu câu số 1 lại và select. Rồi, mình bấm save nè. Mình bỏ ngoài desktop chẳng hạn. Desktop mình đặt tên của nó là ví dụ như là S1 đi ha. Rồi, là câu signal đồ số 1 á, bấm save. Rồi, bây giờ để làm tiếp câu số 2 thì mọi người sổ này ra, chọn Save As và thay đổi S1 đó thành S2 chẳng hạn. S2 rồi bấm Save. Thì đây, thì bây giờ câu số 2 của mình bắt đầu làm đây. Rồi quay lại cái đề. Câu số 2 nó nói là gì? Câu số 2 đây ha. Vật liệu độ dày nó không thay đổi gì hết, nó chỉ thay đổi là ABC và nó hỏi khối lượng. Rồi bây giờ mình sẽ edit cái equation này nè. Chuột phải chọn equation dòng đầu tiên và edit lại những dòng này nha. 200 110, 200, cái này là bằng 110 và CD bao nhiêu? 40 18, 40 nè, cái này bằng 18 nè. Rồi giờ bấm ok. Để cho cái khối này nó cập nhật lại nè ha. Rồi, bây giờ mọi người sẽ đo cái khối lượng như nó. Trước tiên bấm cho mình Rebuild. Rồi, Evaluate, chọn Mask Property. Thì khối lượng bây giờ nó là 133.37. Thì mọi người kéo vào đáp án, kéo xuống phần cuối cùng nha, coi đáp án có chính xác hay không. Đây, 133.17, 133.37. Rồi, đó là mình làm xong hai câu. Thì trước tiên mình phải lưu nó lại thành lưu nó câu số 2 lại nha. Rồi, muốn qua câu số 3 thì mới bấm Save As. Đấy, mọi người nên nhớ như vậy. Rồi, câu số 3. Giờ kéo lên trên này, làm cho mình câu số 3. Câu số 3 này nó nói là đổi ABC nè, hồi nãy là 2, cái này là 200, 100, 50, 15. Thì mình kiểm tra thấy là ABC này nó rất giống với lại câu số 1. Đây, 108, 200, 50, 15. Kéo xuống câu số 3 nha. 108, 100, 50, 15. Đó. Thì bây giờ mình mở câu số 1 lên. Mở câu số 1 lên. Cái này nó hỏi là nó đổi cái cây factor là bằng 0.5. Và mình kiểm tra cái khoảng này nè. Mình flatten nó ra và kiểm tra cái khoảng x này. Đấy, thì bây giờ mình mở câu số 1 lên và sửa cái cây factor này lại thành 0.4 là trở thành được câu số 3. Rồi, thì cái này là câu 2 nè, mình tắt đi. Mọi người mở câu số 1 lên bằng cách là bấm cho mình chữ R trên bàn phím. Bấm chữ R trên bàn phím thì nó có câu X1 nè. X1 mình mới về lưu nha. Thì bấm vào đây. Đây là câu số 1 nãy mình mới lưu nè. Bây giờ mình sẽ bấm chuột phải vào Sigma đồ. Chuột phải vào Sigma đồ và chọn Edit. Bây giờ cái cây factor chỗ này nè,
mình sẽ đổi lại thành 0.4. Rồi bây giờ mọi người bấm OK. Thì cái đề của mình, cái đề câu số 3 nó chỉ đổi là cây factor thành 0.4 thôi, và Latin ra kiểm tra cái x. Đó, thì những con số khác thì gần như không thay đổi gì. Thì có lỗ nè, có những cái lỗ nào có lỗ đây luôn. Rồi quay lại select nha. Rồi để đo được mọi người bấm review, chọn set metal, flatten cái tấm này ra, cái khối đó nó sẽ trải ra nè. Và đây mọi người cần đo cái cạnh này nè, cạnh này nha. Thì mọi người có thể là bấm vào cạnh đó, xong rồi có thể đọc kết quả dưới đây 195.85, hoặc mọi người có thể là chọn evaluate, chọn measure và bấm vào cái cạnh đó bình thường, nó cũng ra cho mình là cái len là 195.85. Rồi bây giờ mình kiểm tra đáp án nha, kéo xuống dưới đây, câu 3 là 195.85, rồi chính xác. Rồi bây giờ mình sẽ lưu cái câu này, hiện tại đang câu 1 nè, mình sẽ save add nó trở thành câu 3 đây ha. Sổ này ra, chọn save add và sửa câu này lại thành câu S3. OK, đấy là câu số 3. Câu số 4, câu số 4 nó nói là gì? Những cái phần này không thay đổi nè, cây factor là 0.32, phải là 0.4, bây giờ 0.32. Nhưng những con số này nè, mình để ý á, là nó giống lại câu số 2, question số 2 nè, 200, 110, 40 và 18. Mình kéo lên câu 2 nha, đây 200, 110, 40, 18. Thì mình mở câu số 2 lên và sửa cái cây factor thành 0.32 là trở thành câu 4. Rồi OK, mình sẽ mở câu 4, mở câu 2 và sửa cây factor thì trở thành câu 4 nha, đúng rồi. Chọn select nè. Rồi mình tắt cái file này đi. Rồi bấm cho mình chữ R trên bàn phím, chữ R nha. Chữ R là resend document. Bây giờ mình mở câu số 2 lên nè. Câu số 2 nha. Đây S1, S2 nè, câu số 2, S2. Đây ABC nó không thay đổi. ABC nó không thay đổi tại vì nó bằng giá trị. Mọi người bấm vào thẻ sigma đồ đầu tiên, chuột phải chọn edit feature. Bây giờ mình sẽ sửa cái cây factor này lại thành 0.32. Rồi OK nha. Thì câu này nó có cũng hỏi là giá trị x. Giá trị x luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ flatten ra và kiểm tra giá trị x. Rồi bấm review nè, vào sheet metal, chọn flatten, rồi bấm vào cái cạnh này thì nó sẽ là 185.55, hoặc là evaluate, chọn measure, bấm vào cạnh đó là length của mình đây là 185.55. mọi người sẽ đáp án, kéo xuống dưới. Rồi, câu 4 của mình là 185.55, chính xác nha. Tiếp theo mình làm câu số 5. Bây giờ mình sẽ save add. Save add cái này nè, thành câu số 4. Sổ cái này ra, chọn save add. Mọi người đừng bấm lưu nha. Bấm lưu thì nó chở đè, nó đè lên câu số 2 luôn á. Bấm save add nè. Và lưu nó thành S4. Save. Rồi. Đề tiếp câu số 5 nó nói gì? Câu số 5 là sử dụng những cái kích thước giống như của câu số 4 đó, nhưng mà đo cái bounding box area của cái port đó là bao nhiêu mm vuông. Bounding box area nha. Trời, những cái con số giữ nguyên. Thì mình đang ở câu số 4 nè. Mình chọn kết click, bấm chuột phải vào kết click và chọn cho mình update automatic nha. Rồi, nếu mà ai đã check vào đây rồi á, thì mọi người sổ cái click này ra. Sổ ra nè. Và bấm chuột phải vào cái tấm này nè. Đây, cái tấm này là tấm mình đang thiết kế nha. Rồi, bấm chuột phải vào tấm sheet đó và chọn property. Thì ở đây mình sẽ có cái gì? Kéo rộng cái thanh property name này ra nha. Kéo rộng này ra xíu. Thì nó sẽ có là bounding box area ở đây. Là dòng số 4, nó sẽ bằng 42963.25. 42963.25 nha, kéo xuống dưới.
42963.25, chính xác là câu số 5. Rồi, mình sẽ lưu đề câu này lên. Save add, nói không lưu đề nha. Nếu mà lưu đề thì nó mất câu số 4. Bây giờ mình sẽ save add nó nè, thành câu số 5. Hoặc mọi người có thể để im câu số 4 cũng được luôn, tại vì câu số 4 này mình không thiết kế gì nhiều, mình không thay đổi gì hết. Add 5 cũng được, save add luôn. Review. Rồi, thành câu S số 5 nè. Tiếp tục câu số 6 nói gì? Câu số 6 là nó biểu là mình tạo remove những cái lỗ đi. Những cái lỗ, 6 cái lỗ ở đây nè. Rồi remove. Thứ hai là tạo hai cái bend. Sorry, hai cái hem, tức là hai cái gấp mép á. Hai gấp mép ở hai cái đầu này nè. Rồi. Rồi sử dụng những câu hỏi của câu số 4. Sử dụng lại kích thước của câu số 4 và đo khối lượng của nó. Thì câu số 5 này mình bỏ. Câu số 5 này nè, mình tắt đi. Câu số 5 mình tắt nè. Thì nó vẫn là câu số 4 thôi, tại vì câu số 4 số 5 nó không đổi. Mọi người có thể là mở câu số 5 nó vẫn làm được. Bấm R nha. Thì mình bấm S4 nè. Nếu mà đề nó nói S4 thì mình bấm S4. Câu số 4. Rồi, bây giờ mình vào Sheet Metal và bỏ cái Platinum này đi, để nó trở lại bình thường nè. Bây giờ mình cần cái gì? Đầu tiên là remove những cái lỗ. Rồi, ok. Remove những cái lỗ đúng không? Thì mình tìm những cái lỗ đây nè. Đấy, tìm những cái lỗ đó. Mình bấm xóa cái lệnh này đi. Bấm delete này đi ha. Delete. Yes. Rồi, bấm xóa luôn cái két những cái lỗ luôn. Hoặc là mọi người bấm vào delete absor feature nè, thì nó sẽ tự động xóa luôn cả feature và xóa luôn cả sketch. Rồi, bây giờ mình sẽ hem cái hem này xuống vào trong nha. Cái đề này nè, cái hem này nè, nó uống vào trong nè, cái này cũng vậy luôn nè. Rồi, kích thước là gấp mép xuống 10 nè, cách qua đây là 2, cách qua đây 2. Lưu ý là cách vào ngay cái góc, nó đo vào ngay cái góc rồi nè, chứ không phải là cái cạnh này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm như sau. Chọn cho mình lệnh hem và bấm vào cạnh này. Thì hiện tại nó đang gấp mép ra ngoài. Mọi người bấm vào mũi tên chỗ này nè, hoặc bấm vào mũi tên hai chiều trên này để nó đảo vào trong. Và chọn cho mình kích thước nè. Cái này là 10 nè, trong đề có nói đây là 10. Và chỗ này nè, hem gap distance là 1. Đây ha, hem gap distance ở đây nè. Gap distance đúng không? 1. Và mọi người làm sao để chỉnh được cái khoảng từ đây tới đây vào đây là 2mm. Thì mọi người bấm vào cái cạnh này nè và bấm edit hem width. Vào đây ha. Rồi. Nắm cái điểm này nè. Cái điểm trên ở cạnh đó đó, cái cạnh này nó có một cái két nè, mọi người nắm chuột trái, giữ chuột trái và kéo nó vô trong. Smart dimension cho cạnh đó, từ điểm này nè ra tới cái điểm này đó là 2mm. Enter. Rồi, tương tự kéo qua bên này, thoát smart dimension đi nha, nhấn escape thoát đi. Và mình cũng kéo cái đầu này vào trong một xíu và smart dimension cho nó là 2mm từ điểm này tới điểm này nha. 2mm. Rồi, bấm back trở về để mình kiểm tra những thuộc tính của mình nó còn gì nữa không. 10, 1, rồi 2, 2, rồi không còn gì khác thì bấm OK. Rồi, mình được một hem đúng không? Cái hem thứ hai mọi người có thể là không cần bẻ cũng được, mọi người có thể là mirror qua bên kia. Thông thường á, là trong cái hem này nè, là mình sẽ chọn thêm cái cạnh phía bên này nữa, tức là mình bẻ hai hem cùng một lúc và mình chỉnh hai cùng một lúc cho mọi người luôn. Nhưng mà làm vậy nó hơi rối cho mọi người, cho nên là mình tách ra hai cái hem riêng. Đây thì mình có thể là chọn thêm lệnh feature và bấm mirror. Mình sổ cái S số 4 này ra, mình chọn cái gì, mặt này nha, mặt front, và bấm vào feature to mirror, đó là cái hem này nè. Đây, cái hem này đấy, thì nó sẽ đối xứng cái hem này qua phía bên kia. Mọi người bấm OK.
Rồi. Rồi, trong đề nó còn nói gì nữa không? 1, 1.2, 1. Aluminium không thay đổi. Rồi, giờ nó hỏi là khối lượng của part này là bao nhiêu? Giờ mình coi hết rồi, những số này không có gì thay đổi nữa hết. Giờ khối lượng của part này đúng không? Rồi, mọi người bấm cho mình review. Evaluate. Chọn Mark Property. Đây, đây là khối lượng của nó. Mark là 138.11. 138.11, câu này nó có xê dịch đáp án một xíu. Nó có xê dịch đáp án một xíu là 138.13. Nhưng cái dung size cho phép của mình á, là cộng trừ 0.5. Tức là thằng này nè, nó cộng trong cộng 0.5 và trừ 0.5 đi. Thì cái đáp án của mình là 138.11 là nó nằm trong khoảng dung size đó. Rồi, ok, chấp nhận được nha. Rồi, đó là mình vừa hoàn thành xong 6 câu trong bộ đề thi mẫu CS Medal của Sinh Lục Quốc. Rồi, chúc mọi người thực hiện thành công và có chinh phục được chứng chỉ Sinh Lục Quốc. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh Học Cơ Khí. Xin chào và hẹn gặp lại.